Wow, cây xương rồng hút gì đây? Tuyệt, tuyệt lắm mấy, tuyệt lắm. Cây xương rồng hút gì đây nha các bạn à. Ok, cây xương rồng hút gì nè. Đây là cây xương rồng hút gì nha anh em. Anh em là biết là cây xương rồng nhỉ không? Cây xương rồng hút gì nhảy múa nha anh em. Đó, nó đang vẫn còn bọc trong túi bóng nha. Đây những trong túi bóng để sẽ cắt cái hộp này ra lấy cái xương rồng hết ghi nha các bạn. Đây nó đang nằm trong cái hộp này nha các bạn. Cái xương rồng hết ghi nằm trong cái hộp này nha các bạn. Hấp dẫn lắm đấy các bạn à. Ở trên tèm đó. Ôi trời ơi, cái xương rồng hết ghi kìa. Ôi trời, nhìn lên coi trời ơi, cái xương rồng mà kì nha. Cái xương rồng hết kia quốc kia nha. Đang vẫn còn bọc trong tư bóng nha anh em. Đang vẫn còn bọc trong tư bóng nha. Còn bọc trong tư bóng nha các bạn. Ê xài ơi. Ô xài ơi. Sao nó sẽ có bọc rồi. Không được. Ô xài ơi. Xương rồng gì mà nóng quá nha. Sao nó hết nha. Cái xương rồng sao nó hết nha. Xương rồng ok tay lên tiền. Cái xương rồng hết kia nhá, thò cái đầu lên rồi. Nó thò cái đầu lên rồi. Kèm cái xương rồng hết kia rồi. Ok. Nó thò. Đây cái xương rồng hết kia rồi. Không biết nó có pin trong trọng không á. Để không biết nữa, cái xương rồng này nó cần pin nha các bạn. Không cần pin là nó không có xương rồng nó múa đâu. Cái xương rồng này chăm nó siêu quá. Nó vừa dễ thương mà nó vừa tấu hài lắm coi. Cái xương rồng này có nửa nha. Nó vừa dễ thương mà nó vừa tấu hài luôn. Tấu hài ít, nó có nửa cái dễ thương, có nửa cái tấu hài nha. Ok, cái xương rồng hết đi. Ôi trời, nó vẫn còn bọc trên tư bóng. Nó vẫn còn bọc trong tư bóng. Ôi trời, trên tèn. Ôi trời ơi. Ủa, sao nó không có pin ta? Sao nó không có pin? Phải. Không biết pin nó có không? Alo. Nó không có pin anh mà. Đó, nó vẫn còn bọc trong tư bóng nha. Ôi trời, cái mặt, ồ mặt nó đây. Mặt nó đây nha các bạn. Hút kia nè, cái xương rồng hút kia quốc kia lông xù nha các bạn. Nó có cái đồ sạc nữa. Ôi trời ơi, xương rồng không biết có bật lên không. Không có pin nè. Rồi tắt đây. Ok, ráng dưỡng. Tắt đây, sạc pin.